Vậy hơi xé 4 lần thôi. Để ngang cơ thể nó chứ là không có lực chịu nổi cánh tay. Nghĩ nghe em hậu lệ thảo ngưng đi, khép chân lại sát đây, hai cái vai xuống cho đều coi, có một bên vai phải rồi vai trái chưa xuống đều, hạ cái mông thấp xuống đó, tay con chỉ một bên tay á, nó có bị gãy tay rồi đó không?